Suzy gọi cảnh sát để báo rằng chồng cô không về nhà ăn tối. Khi thám tử Smith đến thì anh nhìn khắp phòng. Anh nói với Suzy rằng cô cần theo anh đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tại sao vậy? Bàn ăn đã dọn sẵn nhưng chỉ có một cái đĩa trên đó. Bạn đi leo núi nhưng trên đường về bạn bị lạc. Bạn đói nên phải đi tìm thức ăn nhưng bạn chỉ tìm thấy 3 loại nấm. Loại thứ nhất có lá tiêm màu trắng và có vòng tròn trên thân. Loại thứ hai có mũ màu đỏ đậm. Còn loại thứ ba có kết cấu xốp thay vì lá tia và bị hươu gặm nhấm. Loại nào an toàn để ăn? Loại đầu tiên có tên là Springtide Amanita, một loài nấm nguy hiểm. Loại thứ hai được gọi là nấm tán bay, một loài nấm độc có thể gây ra những ảo giác khó chịu cho bạn. Lựa chọn tốt nhất là nấm xốp, nó được gọi là nấm thông. Đầu tiên hãy tìm các lỗ màu đỏ hoặc vàng, rồi cắt ra xem nó có chuyển sang màu xanh lam hay không. Nếu không thì bạn có thể thoải mái ăn, hy vọng da bạn sẽ không bị đổi màu. Bạn đi lạc trong thị trấn nhưng đã đến được một tòa lâu đài ở đây để hỏi đường. Một nhân vật đáng sợ nói rằng bạn phải ngủ lại ở một trong 4 căn phòng. Nếu bạn vượt qua, bạn sẽ được thả tự do. Sàn của một phòng là dung nham nóng. Một phòng có 7 sói đang đói. Một phòng có 36 con rắn độc. Phòng còn lại là khu du lịch nghỉ dưỡng nhiệt đới. Bạn không biết phòng nào là khu nghỉ dưỡng, nhưng bạn có manh mối. Ở thế giới song song, bạn sẽ chọn phòng số 730. Bạn nên chọn phòng nào? Phòng 730, phòng 37, phòng 307, phòng 370. Phòng 37. Ở thế giới song song, bạn sẽ đọc con số này ngược lại. Bạn bị kẹt trên một hòn đảo hoang vắng, không có loại nước nào khác ngoài nước biển. Nếu những đồ vật bạn có là một cái nồi, diêm, một cái ly và một miếng nhựa, bạn sẽ làm gì để có nước ngọt? Đổ nước biển vào nồi, đốt diêm để đun sôi nước. Đặt một miếng nhựa phía trên, cách nồi vài cm, sau đó dùng chiếc ly để hứng nước bay hơi trưng cất và uống. Một kỹ sư xấu tính đưa bạn đến phòng thí nghiệm của anh ta để kiểm tra trí thông minh của bạn. Bạn phải chọn một nơi trong dải ngân hà, trừ trái đất, để ở trong một tuần. Bình oxy của bạn chỉ đủ dùng trong 48 tiếng, bạn sẽ đi đâu? Tất cả các vệ tinh và hành tinh trong hệ mặt trời đều không thể ở được và lựa chọn duy nhất của bạn chính là trạm vũ trụ quốc tế. Bạn đang khám phá hang động ở một địa điểm khảo cổ thì bị lạc. Lại nữa sao? Đột nhiên, bạn đụng phải 3 đường hầm dài. Tất cả đều dẫn đến nơi an toàn, nhưng ở đó có rất nhiều cạm bẫy và bạn phải cởi giày để bước vào đó. Đường hầm thứ nhất dài đầy đinh nhọn có kích thước bằng nhau. Đường hầm thứ hai có hàng triệu con bọ cạp. Bạn phải bước lên đó để đi qua. Đường hầm thứ ba có những con rào sắc nhọn dưới lòng đất và chúng sẽ phóng lên bề mặt khi cảm nhận được chuyển động. Con đường nào ít đau đớn nhất để đi qua? Đường đầu tiên. Vì các cây đinh được đóng đều nhau và có cùng kích thước nên áp lực sẽ trải đều trên bề mặt bàn chân và hậu quả sẽ ở mức tối thiểu. Bạn đi được sang phía bên kia và thấy một căn phòng chứa đầy vàng. Một người bí ẩn xuất hiện và nói rằng ông ta sẽ để bạn lấy một ít vàng, nhưng ông ấy không thể nhấc cánh cổng lên giúp bạn vào. Ngoài ra còn có một chướng ngại vật nữa. Bạn không được để con quái vật canh giữ vàng nhìn thấy bạn và bạn chỉ có thể vào một lần. Người đàn ông bí ẩn đưa bạn 3 viên thuốc. Viên màu đỏ giúp bạn tàng hình và có thể đi xuyên tường. Viên màu xanh biến bạn thành chuột hamster. Viên màu vàng biến bạn thành con rắn. Bạn nên uống viên nào trong 3 viên? Viên màu xanh đã thành chuột hamster. Dù bạn có tàng hình, con quái vật sẽ vẫn nhìn thấy vàng trôi ra khỏi hang. Rắn không thể mang được vàng, nhưng chuột hamster có thể nhét đủ vàng ở hai bên má và tăng gấp đôi kích thước đầu chúng. Bạn đi tìm cây thông Noel vào giữa tháng 12 và gặp phải một cơn gió xoáy địa cực. Bạn trốn vào một cái hang động. 3 đường hầm mở ra trước mặt bạn, nhưng chỉ một trong số đó là an toàn.
Đường hầm đầu tiên đưa bạn đến đáy của rãnh Mariana. Đường thứ hai đưa bạn đến chân ngọn núi lửa đang hoạt động. Đường thứ ba đưa bạn vào một căn phòng có 13 con gấu. Đường hầm nào an toàn nhất? Đường thứ ba, vì đang là giữa mùa đông nên lũ gấu ngủ đông hết rồi. Jason về nhà ăn tối. Vợ anh chào anh rồi lên lầu chuẩn bị, nhưng cô ấy đã không quay lại. Jason tìm vợ khắp nơi rồi gọi cảnh sát. Khi các thám tử đến nơi, họ thẩm vấn mọi người trong nhà. Người nào có bằng chứng ngoại phạm ít thuyết phục nhất? Người quản gia cho biết anh ta đang hút bụi trong ô tô. Người đầu bếp nói rằng anh ta nấu bữa tối cho hai vợ chồng. Và người dọn dẹp nói anh ta đang cắt rau cho món salad. Bạn nghĩ ai đang nói dối? Người dọn dẹp, cắt rau không phải là nhiệm vụ của anh ta, nhất là khi nhà đã có đầu bếp. Nhóm bạn đang đi chơi trên rìa của một vách đá. Người thứ nhất đang đào kim cương và bên dưới anh ta là một khoảng trống. Người thứ hai đang bị bịt mắt, đi trên ván gỗ và có thể sẽ rơi xuống vách đá. Người thứ ba đang đuổi theo một con thú rừng nhỏ và không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Một trong ba người bạn này ngốc nghếch hơn hai người còn lại. Là ai nhỉ? Anh chàng đào kim cương sẽ nhanh chóng nhận ra rằng cái hố anh đang đào dẫn tới một vách đá rồi anh sẽ dừng lại. Cô gái mặc áo đỏ có thể sẽ nhận ra không có gì ở trước mặt thì cô đưa chân phải ra đằng trước. Kém thông minh nhất là cô gái áo vàng. Cô ấy không để ý đến người bạn đang đứng trên tấm ván và đang phụ thuộc vào quyết định của mình. Bạn tỉnh dậy trong một phòng thí nghiệm với một nhà khoa học độc ác. Đồng nghiệp của ông ta muốn giúp bạn trốn thoát, nhưng bạn phải chứng minh rằng mình xứng đáng. Anh ta đưa bạn đến căn phòng có trần bằng kính và chỉ cho bạn ba cánh cửa. Phía sau cánh cửa thứ nhất là dung nham nóng chảy. Sau cánh cửa thứ hai có 100 cái vòi và chúng sẽ phun ra axit khi cảm nhận được chuyển động. Và sau cánh cửa cuối cùng là căn phòng với 50 chiếc gương và tia laser năng lượng mặt trời có thể cắt mọi thứ thành từng mảnh nhỏ. Cánh cửa nào an toàn nhất? Cửa thứ ba. Bạn có thể nhìn thấy ngoài trời thông qua trần nhà. Hãy đợi đến khi trời tối rồi đi qua phòng chứa tia laser năng lượng mặt trời. Bạn đã trở thành một huyền thoại trong thị trấn nhờ có kỹ năng sinh tồn tuyệt vời. Điều này khiến bạn trở thành mục tiêu của nhà khoa học điên rồ nhất trong thiên hà. Người đó đưa bạn đến một hòn đảo riêng để kiểm tra kỹ năng của bạn lần cuối. Ông ta chỉ bạn ba con đường và bạn phải đi chân không sang phía bên kia. Đường thứ nhất toàn kính vỡ, đường thứ hai toàn than cháy và đường thứ ba có gai sừng rồng. Đường nào an toàn nhất? Đường có than cháy, kính có thể cắt nhiều chỗ trên bàn chân bạn. Gai sừng rồng cũng có thể khiến bàn chân bị nhiễm trùng. Than tuy sẽ làm bỏng chân, nhưng nếu bạn di chuyển đủ nhanh thì sẽ ít đau đớn hơn. Hãy thử chạy luôn xem sao nhé. Bạn đang bị kẹt ở sa mạc và từ đằng xa bạn nhìn thấy ba con đường. Đường thứ nhất dẫn đến nơi có trứng cá muối không giới hạn. Đường thứ hai dẫn đến một cây chanh xum xuê trái. Đường thứ ba dẫn ra chỗ có một rổ dâu tây và nguồn nước không giới hạn. Bạn sẽ đi theo con đường nào? Con đường thứ hai, trứng cá muối rất ngon, nhưng ở sa mạc nó sẽ làm bạn bị mất nước. Dâu tây với nước chỉ có tác dụng tạm thời, còn chanh tuy có vị đắng nhưng lại có rất nhiều vitamin C. Điều này rất cần thiết khi bạn bị mắc kẹt. Ngoài ra vì cây chanh ở đó có nhiều trái, chứng tỏ xung quanh có nước chảy qua. Người ta tìm thấy ông Steve đang nằm bất tỉnh bên ngoài biệt thự của mình vào chiều thứ sáu. Ông ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra và chỉ biết rằng ông đã bị xẻng đập vào đầu. Cảnh sát thẩm vấn mọi người trong nhà. Con gái của ông ấy nói rằng cô về nhà sau khi ăn một bữa sáng muộn và rồi về phòng mình để nhảy. Vợ Steve nói cô ấy đang chuẩn bị để đến buổi đấu giá lông vũ và cần lấy tập chi phiếu. Người đầu bếp nói anh ta đi mua trứng tươi để làm món bánh kếp thật ngon. Người đầu bếp, đó là buổi chiều, không phải buổi sáng, nhưng đối với tôi vẫn có thể là người vợ. Ý tôi là ai lại đến buổi đấu giá lồng vũ cơ chứ? Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn.
hãy chọn video bên trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành cùng soi sáng nhé!